chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin đến Việt Nam trong hơn 10 năm qua. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin của Thế giới trong ngày, kênh tin tức tổng hợp Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi luôn mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất, được cập nhật liên tục 24 giờ trên 7 từ nhiều nguồn khác nhau. Sau đây, xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý của bản tin hôm nay. Tổng thống Putin sắp thăm Việt Nam. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 19 tháng 6, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin đến Việt Nam trong hơn 10 năm qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 16 tháng 6 đã trao đổi thư mừng với Tổng thống Putin nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng trao đổi thư chúc mừng với Thủ tướng Mikhail Mishustin nhân dịp này. Lãnh đạo hai nước khẳng định hiệp ước là văn kiện lịch sử có ý nghĩa lớn lao, là biểu tượng khởi đầu cho giai đoạn mới trong phát triển hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Nga tạo tiền đề cho việc đưa quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950 và xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2012. Vào năm 2023, Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã thăm chính thức Việt Nam hồi tháng 5. Chủ tịch Duma Quốc gia Hạ viện Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin cũng thăm chính thức Việt Nam hồi tháng 10. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế đến tháng 4, Nga có 186 dự án tại Việt Nam với tổng mức đầu tư 984,98 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 28 trong tổng số 145 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đầu tư sang Nga 18 dự án có tổng trị giá 1,63 tỷ đô la Mỹ trong lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, chế biến và chế tạo, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, thương mại hai chiều Việt Nga 2023 đạt 3,63 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,3% so với năm 2022. Năm 2023, Nga dành 1.000 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam. Hiện có khoảng 5.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại nước này. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga có khoảng 60.000 đến 80.000 người. Giang hồ quản trị dọa giết cả nhà công an vì bị dò hỏi thông tin việc làm ăn. Ngày 17 tháng 6, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay vừa có kết luận điều tra gửi Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Quân, tức quân idol 33 tuổi và nhiều đồng phạm về các tội danh đe dọa giết người, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, qua các mối quan hệ xã hội, quân idol cho biết Công an thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh đang dò hỏi việc làm ăn của giang hồ này. Ngày 8 tháng 6 năm 2023, quân dùng điện thoại gọi trực tiếp cho cán bộ công an công khai đe dọa. Tao là quân khe sanh đây, giết cả nhà bay chơ, không biết súng nổ nhà bay ngày mô, con cái bay đi học liệu đó. Khi gọi điện, quân đã mở loa ngoài và dùng một điện thoại khác quay lại cuộc gọi này. Cán bộ công an thị trấn Hồ Xá cho biết quân Idol là đối tượng hình sự có nhiều tiền án và tập hợp nhiều người có nhân thân xấu, thường đe dọa những người cản trở việc làm ăn của quân. Cơ quan điều tra xác định vụ án hình sự đe dọa giết người do một mình quân thực hiện, uy hiếp đến tính mạng sức khỏe của người bị hại. Ngoài hành vi trên, quân gai đồ và đồng phạm còn thực hiện đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, bắt giữ người trái pháp luật để lấy số má. Trước đó, một nhóm 4 thanh niên trú huyện Hướng Hóa rủ nhau đi tìm đánh quân do mâu thuẫn trong việc cầm đồ. Lúc 0 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8 năm 2021, nhóm này đến trước nhà quân gọi to nhưng không ai ra nên đã ném vỡ kính tầng hai nhà quân. Sáng hôm sau, quân dò hỏi rồi dùng ô tô đi đến nhà các thanh niên này, tự xưng là công an điều tra vụ ném đá. Quân tìm được ba thanh niên, chở về nhà của mình rồi đánh đập, chửi bới, đe dọa. Trong quá trình này, quân ai đồ phát trực tiếp lên Facebook. Trong lúc này, bố quân trình báo công an thị trấn Khe Sanh, nhóm thanh niên ném đá bị xử phạt vi phạm hành chính về hủy hoại tài sản của người khác. Riêng quân và hai đồng phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội bắt giữ người trái pháp luật. Cơ quan điều tra nhận định dù không có thẩm quyền bắt giữ người, nhưng ba người đã giả danh công an, đe dọa và ép ba thanh niên lên xe về nhà quân. Đội trưởng phòng cháy chữa cháy đau lòng kể khoảnh khắc tìm thấy thi thể bốn nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Định Công Hạ. Khoảng 18 giờ 22 phút ngày 16 tháng 6, Trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố nhận tin báo cháy nhà dân khu vực tầng 4 tại số nhà 207, Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai. Ngay khi nhận được thông tin, công an thành phố đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố, công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàng Kiếm, cảnh sát 113 công an quận Hoàng Mai, công an phường Định Công với gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc công an thành phố. Dương Đức Hải, phó giám đốc công an thành phố, lãnh đạo ủy ban nhân dân quận. Ban chỉ huy công an quận Hoàng Mai trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Khi khống chế được một phần lửa vào đến khu vực cầu thang bộ, lan can gỗ của cầu thang này đã cháy vụn hết. Vật liệu rơi xuống đường cầu thang cũng làm cản trở quá trình tiếp cận. Còn duy nhất một khe hở cầu thang khoảng 40 đến 50 cm nên chúng tôi phải mò mẫm đi sát men chân tường. Chỉ cần sơ hở là có thể ngã xuống dưới nguy hiểm đến tính mạng. Trung tá Nguyễn Huy Cường, đội trưởng đội công tác chữa cháy, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hà Nội chia sẻ với phóng viên báo An ninh Thủ đô. 19 giờ 30 là lúc đám cháy được tạm thời khống chế, lính cứu hỏa vào trong ngôi nhà tìm kiếm nạn nhân. Đến 20 giờ đám cháy được khống chế hoàn toàn. Thiếu tá Vũ Văn Sơn là người đội trưởng đã tham gia chữa cháy nhiều vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhưng vụ cháy này khiến anh ám ảnh không nguôi. Anh đau lòng kể lại giờ phút sinh tử khi tiếp cận ngôi nhà. Khói quá nhiều, không thể nhìn thấy đường vào, nhưng lúc ấy chúng tôi chỉ có ý nghĩ duy nhất, đó là làm cách nào thật nhanh tiếp cận được nạn nhân để giải cứu. Đặc biệt, khoảnh khắc tìm thấy thi thể bốn nạn nhân tử vong khiến trung tá Nguyễn Huy Cường không giấu nổi cảm xúc, giọng như lạc hẳn đi vì quá xúc động. Lúc lên đến nơi, ám ảnh nhất là ba nạn nhân trẻ em tử vong nằm trên bụng bà. Trẻ em luôn là đối tượng đau thương nhất trong các vụ cháy. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, các con chắc chỉ biết chạy theo người lớn. Các con nằm ngay cạnh hành lang. Trung tá Nguyễn Huy Cường kể lại. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện bị tố vòi tiền ở Cà Mau được cho thôi chức. Liên quan vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân ở Cà Mau bị tố vòi tiền gia đình bị can, Ngày 17 tháng 6, theo nguồn tin cho hay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chấp thuận cho ông Phan Thành Nhân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ngọc Hiển, thôi giữ chức vụ theo nguyện vọng. Ông Nhân bị ông Lý Thái Tâm, 63 tuổi, tố cáo có hành vi vòi tiền để con gái ông là Lý Phương Trân, 36 tuổi, được tại ngoại khi bị bắt tạm giam về hành vi đánh bạc. Trước đó, tháng 5 năm 2023, sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc có dấu hiệu vòi tiền để chạy tại ngoại ở huyện Ngọc Hiển, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ. Kết quả xác định không đủ cơ sở kết luận có hành vi nhận hối lộ, nhưng quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cá nhân đã vi phạm quy trình, quy định của ngành. Sau đó, công an tỉnh Cà Mau đã xử lý kiểm điểm trách nhiệm, kỷ luật 10 cán bộ liên quan. Còn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng xử lý trách nhiệm một kiểm sát viên của huyện Ngọc Hiển. Nội dung tố cáo của ông Tâm đề cập việc ông có gặp một phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ngọc Hiển để xin cho con gái ông bị can trân, được tại ngoại vì hoàn cảnh gia đình. Ông Tâm khẳng định, vị này vận động tôi số tiền 40 triệu đồng, nhưng dặn tôi không được nói chuyện này với ai. Nếu tôi đồng ý thì ngày hôm sau, ngày 4 tháng 4 năm 2023, sẽ phê chuẩn cho con tôi tại ngoại. Ngày 14 tháng 6 năm 2023, Tòa án Nhân dân huyện Ngọc Hiển xét xử sơ so thẩm, tuyên phạt bị cáo Lý Phương Trân 6 tháng tù về tội đánh bạc. Xử lý nghiêm lãnh đạo địa phương để xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 59 về vụ cháy nhà dân tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Hai vụ cháy liên tiếp xảy ra trong ngày 16 tháng 6 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người tử vong, trong đó vụ cháy nhà dân tại Hà Nội làm 4 người chết, còn vụ cháy ở Bắc Giang khiến cho 3 người tử vong. Thay mặt chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn, Thủ tướng đồng thời đưa ra nhiều chỉ đạo để khắc phục hậu quả vụ việc và ngăn ngừa những sự cố tương tự có thể xảy ra. Trước mắt, người đứng đầu chính phủ giao chính quyền Hà Nội và Bắc Giang tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn. Địa phương cũng cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy. Việc này phải được báo cáo thủ tướng trước ngày 15 tháng 7. Đặc biệt Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cũng áp dụng khi để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh Thế giới trong ngày để có thể cập nhật những tin tức mới mỗi ngày.